thưa quý vị, trong khi rất nhiều thư viện của xã hay các điểm văn hóa xã phải đóng cửa, thì nhiều thư viện của làng do người dân lập ra lại rất phát triển. Rõ ràng là thư viện tồn tại được là do nó có lợi ích cho người nông dân. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao những thư viện kiểu như vậy lại trở nên hữu ích. Phóng sự sau nói về một người đã dành rất nhiều công sức cho những tủ sách của dòng họ, và những tủ sách này đã trở thành một phong trào ở nhiều vùng nông thôn. Xin hãy thử một lần đưa sách về cho bà con nông dân thay vì khẳng định bà con không đọc sách. Đó là câu trả lời quen thuộc của anh Nguyễn Quang Thạch khi nhắc đến mô hình tủ sách dòng họ ở nông thôn mà anh đã theo đuổi từ hơn 10 năm nay. Đến nay, mô hình đã xây dựng được hơn 40 tủ sách với trên 9.000 đầu sách cho 40 dòng họ thuộc 11 tỉnh trên cả nước, gồm Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh và Ninh Bình. Không dừng lại ở đó, từ năm 2010, anh Thạch cũng bắt tay vào xây dựng mô hình tủ sách phụ huynh trong mỗi lớp học để các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách. Với mô hình tủ sách này thì các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh cũng có thể tham gia đọc sách và mượn sách. Từ khi mà tủ sách phụ huynh được thành lập thì trong việc học tập của các em là giúp ích rất nhiều, tức là các em học hành là rất là tiến bộ. Thứ hai là các mặt về xã hội thì các em hiểu biết thêm rất là nhiều về kỹ năng sống, là các em biết giao tiếp, biết học hỏi và biết về các mặt xã hội thì các em rất là linh hoạt. Mô hình tủ sách phụ huynh do chính các em học sinh tự quản. Các em có thể mượn sách về nhà đọc thông qua sổ ghi chép của bạn tiểu thư, hoặc ở giờ truy bài hay giờ ra chơi, các em cũng có thể tự lấy sách ra đọc. Mô hình này đã hoạt động được gần 1 năm, đến nay nó đã cho những kết quả bước đầu. Em việc đọc sách thì sẽ giúp em thêm nhiều kiến thức trong các bài tập và có thể biết được nhiều hơn trong những môn văn. Qua việc đọc sách em đã tìm hiểu được rất nhiều về lịch sử và qua đó tích lũy thêm những kinh nghiệm cho mình sau này. Thưa quý vị, và anh Nguyễn Quang Thạch, nhân vật trong phóng sự mà quý vị vừa theo dõi, cũng đã có mặt trong chương trình Chuyện của Làng ngày hôm nay. Và một nhân vật nữa cũng rất đặc biệt mà chúng tôi cũng lặn lội về đây để trò chuyện với ông, đấy là ông Lương Xuân Thẳng, một thủ thư của tủ sách dòng họ ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên xin được hỏi anh Thạch là, chúng tôi có theo dõi trên blog của anh thì có viết là tiếng Anh là nghề và từ thiện là nghiệp. Vậy thì từ thiện ở đây có liên quan gì đến việc anh cố gắng lập ra những tủ sách dòng họ? Thực ra thì từ thiện thì tôi đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, và trong một quá trình dài thì tôi thấy là việc làm từ thiện về sách nó sẽ tạo cái bền vững cho xã hội và tạo thành những hình để hình thành cái giá trị nhân văn của đời sống xã hội, và tôi tập trung vào cái việc xây dựng tủ sách trong họ và tủ sách phụ huynh và một số mô hình khác nữa. Tại sao anh lại không bắt đầu từ tủ sách của thôn xóm mà lại là tủ sách dòng họ? Cái tôi muốn là tủ sách trong họ để dùng được nguồn lực của chính trong họ, đó là tiền bạc và sách vở, vì hầu hết các trong họ nông thôn thì đều có những công chức và trí thức đang làm việc ở đô thị, thành phố, và tôi muốn làm tủ sách trong họ để đánh thức họ là hãy quan tâm đến dòng tộc, đến quê hương của mình bằng trí thức. Và đó là thứ bền vững cho bất cứ một xã hội nào, và đặc biệt là nông thôn Việt Nam thì đang rất cần trí thức. Cái chặng đường của nó từ khởi điểm có rất nhiều khó khăn, vậy thì từ cái thời điểm đấy cho đến bây giờ thì đã có những thay đổi như thế nào? Khó khăn ngày xưa thì là tôi phải thiết kế ra các mô hình thư viện để chọn lựa mô hình nào để có đảm bảo tính tự nhân và tính bền vững, thì tủ sách trong họ là mô hình tôi chọn đầu tiên để thực hiện. Và cái quá trình đó rất là dài, vì tôi phải theo dõi cái sự thay đổi của biến chuyển của văn hóa dòng họ nông thôn Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là cái về nguồn lực tài chính thì tôi rất là hạn chế, thế nên tôi phải tích lũy một thời gian dài, và sau đó năm 2007 tôi mới dùng số tiền đó tôi làm những tủ sách đầu tiên.
Tuy nhiên những tủ sách đầu tiên tôi ủng hộ dòng họ cả tiền lẫn tủ, thì mới thấy được là sau khoảng gần một năm thì thấy là nó không tốt lắm, tức là không hiệu quả lắm, khoảng 50% tủ sách đã không hiệu quả. Sau đó tôi mới đưa ra một bước tiếp là dòng họ phải bỏ tiền đóng tủ, còn tôi ủng hộ sách, thì bây giờ là 80% các tủ sách đấy là hiệu quả. Hiệu quả là gì? Rất nhiều người đọc sách và người quản lý tủ sách là thực phục vụ tốt. Cái thứ ba nữa là rất nhiều thành viên trong gia đình dòng tộc đang sinh sống ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các thành phố khác là gửi sách và tiền về để mua bộ để làm tủ sách đây thêm. Giống như tủ sách ở Quỳnh Phụ Thái Bình đây đúng không ạ? Của tủ sách Hòa Lương thì tôi chỉ ủng hộ được 150 đầu sách thôi, nhưng hôm nay con cháu trong dòng tộc có thêm được 300 đầu sách nữa, nghĩa là lên được 450 đầu sách. Như thế là gì? Cái kỳ vọng của tôi là cái tính bền vững là cái sự đóng góp của các thành viên trong dòng tộc thì đã được đáp ứng. Khán giả của chương trình Chuyện của Làng thì sau khi xem phóng sự cũng sẽ có rất nhiều thắc mắc là không hiểu anh lấy tiền ở đâu ra để có thể xây dựng được một cái tủ sách dòng họ bền vững như thế. Thực ra thì kết cấu nông thôn thì các bạn lên nói giống như một quy tắc chung nhất của một kết cấu dân số của bất cứ quốc gia nào, tức là họ có từ thiếu nhi đến người già thì nhu cầu họ là sách nông nghiệp, sách y học, sách văn học, rồi sách lịch sử đều cần cho khu vực nông thôn cả. Ngày xưa thì trong thời gian trong 10 năm đầu cả tôi phải bỏ tiền túi từ nghiên cứu. Sau năm 2007 tôi cũng phải bỏ tiền túi ra để làm. Sau khi tôi làm rồi thì được báo chí truyền thông đưa lên thì rất một số người đã ủng hộ cho tôi, như nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyễn Quang Thân, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, rồi giáo sư Phan Huy Lê, rồi có một doanh nhân người nước ngoài là ông Alistair Sawyer là giám đốc công ty Thảo Lý đã ủng hộ tôi $7,000 để tôi làm. Và đặc biệt năm 2009 thì mô hình của tôi là nhận được 400 triệu tiền từ một cái cuộc thi, và tôi đã dành cái tiền đó trả lương cho mình trong 2 năm nay và dành một phần để đi vào hoạt động đưa tủ sách về nông thôn. Và hiện tại tôi đã làm được 85 tủ. Ngoài ra thì có 9 dòng họ khác nữa làm tự làm nữa. Và 8 dòng họ tự làm thì hiện tại bây giờ là được 93 tủ đến cả nước rồi. Còn một số dòng họ gọi điện hỏi cách làm thì họ tự làm thì bây giờ tôi không đo được. Không đếm được. Đã được nhân rộng ra. Nhân chủng. Nhiều dòng họ tự nhân rộng. Thưa quý vị, những tủ sách của làng cũng đã khẳng định được chỗ đứng khi nó đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân. Phóng sự sau được chúng tôi thực hiện tại làng An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Như thường ngày, những lúc tạm nghỉ ngơi việc đồng áng, chú Nguyễn Văn Định ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lại đến không gian đọc làng An Phú để mượn và đọc sách. Cái phòng đọc sách này thì nó rất đầy đủ sách. Nó gồm cả toàn bộ sách học và sách phục vụ cho nông nghiệp. Thế thì tôi sang đây là chủ yếu là sở thích là đọc nhiều về chuyện ngắn này và nghiên cứu về nông nghiệp một phần. Đấy. Thì nó giúp cho rất nhiều cho cái cuộc sống. Không gian đọc là một tủ sách tình nguyện được lập ra từ 2 năm nay để cho các em học sinh, những người thích đọc sách và đặc biệt là những bà con nông dân có thể đến đọc sách miễn phí. Tiếng lành về một thư viện làng thực sự có ý nghĩa cho người dân của làng An Phú đã đồn xa, khiến bà Vũ Thị Nga, năm nay đã 68 tuổi, nhưng cuối tuần nào cũng đạp xe 15 km để đến không gian đọc. Không chỉ là bạn đọc thân thiết mà bà Nga còn đang học tập kinh nghiệm để gây dựng một tủ sách tương tự để những người nông dân quê bà cũng được tiếp cận với sách báo. Tôi nghĩ rằng là nông dân thì cũng cần đọc sách. Nếu người nông dân mà không đọc sách thì không có khoa học kỹ thuật để áp dụng cho đồng ruộng. Nếu cái sách đấy mà bán thì nói thực ra là nông dân người ta cũng không có tiền để mua và cũng chẳng biết bán ở đâu để mà mua nữa. Hoặc là có thể là để ở thư viện huyện, thư viện tỉnh. Nhưng mà những người nông dân người ta cần sách thì người ta đi làm sao được lên đến phố, đến tỉnh người ta đọc. Thì người ta chỉ đến chỗ không gian đọc thì người ta mượn là miễn phí. Thì người ta có thể là tranh thủ cứ lúc nào rỗi rãi thì ngoài đồng không có việc thì người ta đến người ta đọc. Mặc dù số lượng đầu sách không nhiều nhưng đã thu hút được hàng chục nghìn lượt bạn đọc trong và ngoài làng. Không phải đi xa để đến những thư viện của xã, của huyện, người dân ở đây có một không gian đọc thực sự lý tưởng ngay trong thôn của mình. Anh Thành này, có bao giờ anh nghĩ là anh đang là một người đơn độc
trong cái con đường mà cố gắng đi đi lập ra cái tủ sách dòng họ hoặc là những cái tủ sách phụ huynh để đưa sách về đến các vùng nông thôn? Thực ra thì ban đầu mà khi chưa được hỗ trợ của truyền thống ấy thì tôi cảm thấy khá là đơn độc, nhưng khi được hỗ trợ của truyền thống rồi thì các dòng họ nghĩa là cùng làm với tôi, những nhà văn, những người có trách nhiệm xã hội này, người ta là liên lạc với tôi để ủng hộ sách. Như mô hình tủ sách dòng họ thì dòng họ bỏ tiền đóng tủ, đó là một cách ủng hộ. Rồi người ta là gửi sách về dòng họ của mình, đó là cách ủng hộ tôi. Như tủ sách phụ huynh thì năm ngoái tôi khởi điểm với 500.000 tiền túi của mình, và người dân đã góp đến 15 triệu để làm được 9 tủ sách phụ huynh đặt tại 9 lớp học. Thì đó là cách người ta ủng hộ cái mô hình của tôi, và đó là ủng hộ tôi, và thực ra đó là cách ủng hộ chính họ. Tôi nghĩ có một người đang ngồi cạnh chúng ta đây là ông Lương Xuân Thạng, một người mà có thể làm cho công việc của anh không bao giờ đơn độc. Tôi muốn hỏi ông Thạng là ban đầu những cái công việc mà kiếm tìm cái nguồn sách cho những người dân, đặc biệt là trẻ em ở khu vực nông thôn ở chính làng quê của bác, thì gặp những khó khăn gì? Cái lúc đầu thì chúng tôi ở đây cái đi con em mà phải đi mượn sách đọc, và đi cách đến 5 cây số thì mới mượn được sách để đọc. Thế là từ khi mà anh Nguyễn Công Thạch tài trợ xây dựng cái tủ sách của họ thì bản thân chúng tôi cũng thấy là đây là có một cái giá trị rất lớn. Thế là trong đó thì chúng tôi các cái ngày giỗ tổ thì chúng tôi họp và phát động cho thành viên trong họ. Thế thì từ năm 2000 tháng 6 năm 2009 đến nay thì cái tủ sách của dòng họ chúng tôi là ngày càng sinh sôi, càng nảy nở, rồi cũng nhiều chủng loại sách, rồi con em, rồi thậm chí cả các người lớn đến mượn đọc. Thí dụ như ở đây thì sách này thì những người nông dân rất muốn kỹ thuật gieo trồng chăm sóc lúa, và hay là những cái này thì là các cán bộ công nhân viên chức hiện là con cháu của dòng họ thì về để nghiên cứu, để động viên khuyến khích cho con cháu học giỏi lên. Tôi muốn hỏi ông rằng là trong những ngày bình thường này, làm sao để thu hút tất cả mọi người dân trong làng, các em học sinh có thể đến cái tủ sách dòng họ đấy, và các em cảm nhận được đấy là một cái nhu cầu tự thân của các em để các em có thể ham mê đọc cái tủ sách đấy. Nói chung là làm một từ thủ thư của tủ sách thì từ khi có tủ sách thì cái vất vả là có. Thí dụ như là đang ngủ trưa các cháu đến mượn thì mình cũng phải phục vụ các cháu. Hay là bây giờ nhà chủ nhà là các bà bây giờ là cái mình có cái nếp cái sinh hoạt là cán bộ về hưu thì có cái nếp mà sinh hoạt nghỉ trưa. Thế nhưng mà thấy các ông các bà nông dân người đến mượn sách để nghiên cứu về cái kỹ thuật cây trồng hay là chăn nuôi, thế thì mình cũng phải làm sao là phục vụ đáp ứng người ta. Thế đấy là những cái vất vả, thế nhưng mà bản thân thì xét thấy là cũng vui ở cái chỗ mà được đông đảo các em các cháu, thế rồi là anh em trong dòng họ, rồi bà con trên làng cũng không những là mượn sách này là không những là đọc trong họ với nhau mượn, mà có cả bà con xung quanh người ta thấy là cần nghiên cứu cái vấn đề gì, cần xem xét vấn đề gì, người ta đến thì mình cũng sẵn lòng là phục vụ. Có bao giờ mà có một người đến hỏi bác một cái cuốn sách nào đấy mà trong cái tủ sách dòng họ của mình chưa có và bác phải xử lý như thế nào? Cũng có cái trường hợp có. Ví dụ như bây giờ là có những cái người ta đến người ta hỏi chưa có thì bây giờ chúng tôi là đây từ cái chỗ mà người ta đến người ta hỏi mượn, còn mình trong tủ mình thì không có. Thế thì chúng tôi cũng có cái là đấy tuyên truyền rằng anh em trong dòng họ mà đặc biệt là đối với cán bộ công nhân viên đương chức thì cũng nói rõ là bây giờ ở nhà là có thiếu cái sách như thế thì anh em người ta góp về. Ở đây thì đặc biệt là cái như tôi trao đổi em báo cáo các anh cho chị là những cái sách học nâng cao đó, thì ở nông thôn rất hiếm. Thế nhưng mà trong họ chúng tôi là từ lớp 3 cho đến lớp 12 là đủ về toán lý hóa, tức là khoa học xã hội tự nhiên. Những cuốn sách đấy là từ đâu ra? Từ con em người ta đã học đã thành đạt rồi. Thế bây giờ người ta để đấy thì bây giờ khi tuyên truyền người ta gửi về. Cho nên chúng tôi cái bộ sách chúng tôi tương đối đầy đủ là vì lý do như vậy. Tôi muốn hỏi anh là cái việc mà người dân tìm đến sách có làm rõ ra một cái sự thay đổi rõ rệt nào đấy trong bản thân thôn xóm và làng hay không? Câu chuyện này thì tôi đang làm một cái khảo sát để đo cái kết quả này ở ba xã. Tuy nhiên thì như ở cái trường An Dục thì theo phản ánh của ông hiệu trưởng ấy thì từ khi có tủ sách trong họ và tủ sách phụ huynh ở cái xã này thì sau một năm thì số học sinh đầu chuyển cấp tăng lên 20%, và học sinh đầu tỉnh và đầu huyện tăng lên cũng gấp đôi của năm năm trước. Khi đấy và một số em học sinh
đã phản ánh với ông họ, có một ông họ Đỗ ở đâu này, là nhờ những cuốn sách của về ôn thi đại học mà các em là đầu đại học, chẳng hạn có cuốn là các bài tập về toán logarit chẳng tôi đưa về chẳng hạn, thì các em đã làm những bài tập ở đó và đã áp dụng vào kỳ thi đại học, và cả có hai em đỗ vào năm nay. Thì câu chuyện là đấy, tức là kết quả việc học thì đó ngay được, nhưng mà kết quả hình thành một giá trị nhân văn trong một cái xã hội tiến bộ của Việt Nam trong lâu dài ấy, thì tôi nghĩ phải 20 năm sau đến 30 năm chúng ta mới đo được á. Và mọi người phải coi rằng là việc làm chúng ta hôm nay là đặt nền tảng, đặt những viên gạch cho có một xã hội tiến bộ. Thưa ông Thẳng ạ, cái cảm xúc của ông thế nào khi mà nhìn thấy con cháu mình hoặc là con cháu trong làng hàng ngày cầm những cuốn sách của dòng họ mình, cái tủ sách đấy hàng ngày vẫn đọc và họ tiếp nhận những chi thức đấy để phục vụ cho kết quả của chính bản thân họ? Bản thân tôi ấy, thì khi mà có cái tủ sách như này thì tôi thấy là cũng rất là vui, là được đông đảo các em các cháu thế rồi là bà con nông dân đấy, mà nói thật đây là cái điều kiện mà giả sử như trước đây mà phải đi lên cách đây 5-6 cây mà thì ít người lên bận, mà chỉ có cái nhu cầu cái cháu nào cần thiết nó mới phải đi thôi. Nhưng mà đến hiện nay thì hàng ngày thì chúng tôi cũng phục vụ, nói chung là bà con đến mượn, các cháu đến mượn sách rất là đông. Đây thì cái này thì thông qua cái lưu trữ của sổ ghi chép ấy, thì bản thân cũng thấy là một cái niềm vui, là vì từ khi mà thấy một cái giá trị mà nhà tài trợ anh Nguyễn Quang Thạch tài trợ, thế là cái nguồn động lực đầu tiên. Thế rồi sau nữa là chúng tôi huy động bà con trong họ, thế rồi thấy bà con đến với mình, đến với gia đình, đến với dòng họ, thì chúng tôi rất phấn khởi, và đồng thời thấy là cái tri thức của nông thôn trong làng mà cũng được mở mang. Trong làng mình hiện nay là có mấy, tất thảy là mấy dòng họ, và đã có bao nhiêu dòng họ là có tủ sách ạ? Làng tôi đây thì tất cả 13 dòng họ. 13 thì dòng hiện họ. Đang là có 2 dòng họ có tủ sách. Tôi muốn hỏi ngược lại anh là tại sao lại không nhân rộng mô hình hơn nữa trong một làng có 13 dòng họ? Thế này, cái câu chuyện của tôi là các tủ sách họ Hoàng và họ Lương ở thôn này là các cái tủ sách điểm, và từ tủ sách điểm đấy thì các dòng họ người ta cạnh tranh nhau, người ta xây dựng tủ sách cho chính mình, thì đấy là cái điều tôi mong muốn. Tôi không thể chúc cho tất cả mọi người, và câu chuyện là tôi mô hình này ở đây ông Thẳng là kích thích cái mong muốn tự thân của dòng tộc, có thể có những ngôi nhà to, có những buổi salon đẹp, nhưng nếu không có tủ sách, không có trí thức thì con người chỉ sống ở cái cấp bậc là chỉ lo gì ăn và uống thôi. Còn nếu có tủ sách thì người ta sẽ nghĩ chuyện cao đẹp hơn. Thưa ông Thẳng, từ khi mà dòng họ Lương có cái tủ sách dòng họ, thì theo như ông quan sát và nhận thấy thì những dòng họ khác ở trong làng nhà mình thì đã có một cái sự cạnh tranh nho nhỏ nào đấy không ạ? Để họ có thể cũng lập tủ sách dòng họ như tủ sách dòng họ Lương nhà mình. Nói chung là trong tổng thôn này thì có 13 dòng họ, thì họ Đinh là cũng muốn mở cái tủ sách. Thì hiện nay thì họ cũng đang cái tuyên truyền vận động, mà cũng đến cũng hỏi chúng tôi là cách xây dựng là tủ sách như thế nào. Thì chúng tôi cũng nói là cái thứ nhất là thông qua cái hội khuyến học của xã, cái thứ hai là thông qua nhà tài trợ Nguyễn Quang Thạch, cái thứ ba là tự thân vận động là anh em con cháu trong dòng họ để đóng góp sách về. Thế rồi cái đầu tiên là muốn có thì cái chỗ nhà trường họ là phải chuẩn bị cái cơ ngơi, cái chỗ để cho các cháu, các người họ có nhu cầu đến đọc. Thì như thế thì cái trước hết là các cái trưởng họ phải có cái tâm huyết. Còn cái thứ hai nữa là phải biết tuyên truyền vận động. Thế thì ở đây thì tôi được biết như làng này thì họ Đinh cũng đang chuẩn bị mở. Thế rồi họ Nguyễn cũng đang chuẩn bị mở cái tủ sách. Hay là cái họ Hoàng chỗ nhà Ninh thì cũng đang chuẩn bị mở cái tủ sách phòng họ. Trong khi nhiều thư viện do người dân tự lập ra thì lại phát triển rất nhanh, trong khi nhiều thư viện của xã lại phải đóng cửa hoặc rất ít người dân đến đọc. Một câu chuyện nhỏ của chúng tôi được ghi nhận tại Hòa Bình vào năm 2010. Một thư viện được đặt trong điểm bưu điện văn hóa xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Là thư viện nhưng không có người đọc. Trong thư viện này chỉ có vài chục đầu sách. Có rất nhiều loại công dụng được tích hợp trong thư viện này. Trang điện thoại công cộng, điểm bán bảo hiểm ô tô xe máy, một thư viện, một nhà kho và thậm chí là cả một cái nhà bếp. Phòng này của bưu điện mình là phòng gì đấy hả chị? Đây là phòng bếp. Phòng bếp ạ? Sao lại có phòng bếp ở đây hả chị?
Tại vì bọn chị là kiểu ở đây phải làm việc ở đây là ở bưu điện người ta cho ở nhà ở tại đây, thì ăn ở tại đây, thì vừa trông coi vừa làm việc luôn. Thư viện nhưng không có điện. Cái cầu giao này theo lời cô thủ thư mới hỏng trong mấy ngày gần đây, nhưng trên thực tế có vẻ không phải như vậy. Và người dân thì dường như cũng không quan tâm lắm đến sự tồn tại của điểm bưu điện văn hóa xã. Lúc vào bưu điện văn hóa xã thì cô có thấy có sách ở đây không? Mà cô đã bao giờ đọc sách ở trong điểm bưu điện chưa? Cô cũng chẳng để ý nữa, cô chỉ có xem gọi điện xong là cô đi rồi, cô cũng chẳng có để ý đến sách. Trung tâm thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Một tòa nhà đã bị bỏ hoang từ 3 năm nay. Ít ai có thể nhận ra đây vốn là một thư viện, được lập ra nhằm phục vụ cho nhu cầu đọc sách của người dân. Nó đã ngừng hoạt động vì lý do cơ sở hạ tầng xuống cấp, mặc dù mới đi vào hoạt động được chưa đầy một năm. Tại sao mình lại không quy hoạch và có những cái dự án lâu dài từ đầu mà mãi sau này thì hoạt động được 3 năm thì nó buộc phải đóng cửa và chuyển đến nơi khác ạ? Thực ra về quy hoạch ấy, thì ở đây thì lại là, nếu mà nói về quy hoạch thì lại không phải là chức năng của phòng văn hóa. Bởi vì là nó bên một cái mảng khác mà của phòng ban khác. Không còn là thư viện, cũng không được sử dụng để làm việc khác. Nó trở thành một nơi trú chân cho những ai cơ nhỡ. Bản thân thì ở mỗi làng thì họ có một cái thư viện làng, và cái thư viện làng đấy cũng là do người dân lập ra. Tại sao thư viện làng thì hiệu quả nhưng thư viện xã thì lại không hiệu quả? Anh có thể giải thích cái vấn đề này không? Tôi khẳng định bản thứ nhất, thư viện làng của đất nước này bây giờ tôi nghĩ là đang đếm đầu ngón tay. Làng thì có hàng chục nghìn ngôi làng nhưng thư viện ở làng thì có lẽ đếm đầu ngón tay. Và thư viện xã thì cũng chúng ta cũng đang vô cùng ít, và đây là đang kỳ vọng của ngành thư viện là sau 10 năm nữa mới có 50% xã có thư viện. Thì bây giờ chúng ta không có thư viện xã và thôn và xã không có thư viện nhiều đâu. Và tại sao nằm ở thôn thì có người đọc? Vì thôn là cấp độ gần dân thứ nhất, thứ nhì so với cấp độ dòng họ. Cái cấu của mình nhân nông thôn là gì? Cấp độ gia đình, cấp độ dòng họ và mình đến cấp thôn. Thì nói gần dân thì đương nhiên là người ta đến đọc hơn. Còn ở xã thì bây giờ cái không gian hành chính của cấp xã làm cho người dân rất là ngại đến. Vì đến mượn thì phải quá nhiều tầng bậc vào xã rồi, là cái cả cảm tưởng và đến cấp xã bây giờ người dân cũng rất là bị giới hạn. Và vào thì thủ thư cũng không là nhiệt tâm nhiệt tình. Và nói thẳng với bạn, bây giờ ở xã có gọi là tủ sách pháp luật xã thôi chứ không có thư viện xã đâu. Cho nên là chúng ta cũng phải cân xem lại vấn đề này. Và nhiều khi các cái nhà hoạch định chính sách vĩ mô cứ nghĩ rằng là nông thôn đã có thư viện, không hề có cực kỳ ít. Và chính vì thế cho nên bây giờ ngành thư viện không được đầu tư, và cái điểm bưu điện văn hóa xã đã tồn tại cả chục năm và họ gần như là đang ngủ. Tôi có một đề xuất, bây giờ cái hệ thống thư viện ở bưu điện văn hóa xã ấy, thì đang bị ngừng, dù gần như không hoạt động. Mà nếu nhà nước này mà dành chuyển sang cái ngành thư viện, và thư viện mua sách về đặt vào đó và thuê thủ thư một hệ thống thủ thư, thì chắc chắn người đọc sẽ tăng hơn. Còn với các cái ở trong thôn xóm có tủ sách trong họ và tủ sách của làng trở thành các thư viện về tính như thư viện của xã, thì người đọc sẽ nhiều hơn và nông thôn dần dần phải thay đổi trên cái cơ sở đó. Thưa anh Thạch, bắt đầu bằng một câu chuyện và một chi tiết có vẻ rất là vui nhưng cũng rất đau lòng. Đấy là anh đã từng bỏ ra 2 tháng đi trên xe buýt và quan sát người đọc sách trên xe buýt, và kết quả là anh chỉ thấy có một người duy nhất thôi đọc sách. Vậy thì kết quả đấy cho thấy cái điều gì? Đó là một cái khảo sát chưa đầy đủ, nhưng đó là một cái chỉ số để chúng ta thấy rằng cái việc đọc sách của mình rất là thói quen đọc sách rất là thấp, rất là ít. Mà theo tôi ấy, thói quen đọc sách của người dân là biểu thị văn hóa đọc, mà văn hóa đọc thì lại là biểu thị cái dân trí của một quốc gia. Câu chuyện những người ngồi trên xe buýt hầu hết là những người xuất thân ở nông thôn, là những sinh viên đi học. Tại sao họ không đọc sách? Vì sao? Đấy một hệ quả gì?
ở nông thôn hàng chục năm nay không có một thư viện, hệ thống thư viện đầy đủ, không có hệ thống thư viện cấp thôn, không có hệ thống thư viện cấp xã. Ở trường học thì bạn biết thư viện chỉ có một vài trăm đầu sách, mà việc mượn về rất khó khăn, việc phục vụ lại vô cùng là hời hợt. Chính vì thế người đọc sách không nhiều, sự lũy kế người đọc sách ở nông thôn bây giờ vô cùng lớn, và đặc biệt trẻ em cũng vô cùng lớn. Và gì, khi ra thành phố người ta không đọc sách, mà cái câu chuyện một người đọc sách kia lại là người đô thị, người mà tôi bàn, người mà tôi chụp ảnh được và tôi phỏng vấn ấy, thì là người gần Hà Nội và bố mẹ thường xuyên đã rất nhiều lần cho lên nhà sách Kim Đồng để mua sách. Đấy, để tôi nói rằng cái gì, câu chuyện đó chúng ta phải giải quyết từ ngày hôm nay, không phải để năm 30 năm sau lại tiếp tục số lượng người như thế nữa, thì dân tộc mình sẽ đi đến đâu, nông thôn Việt Nam sẽ không thể thay đổi được. Qua những cuộc khảo sát của anh về thói quen đọc sách của người dân thì anh có thể đưa ra những kết luận gì? Thứ nhất là chúng ta từ lâu như chúng ta bảo là văn hóa đọc của chúng ta xuống cấp. Tôi cá nhân tôi không đồng ý về câu chuyện đó, vì chúng ta chưa, đất nói thẳng đất nước chúng ta chưa có văn hóa đọc đâu. Một đất quốc gia có văn hóa đọc thì phải 60% dân số đọc sách và coi sách, đọc sách như là chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Chúng ta một xem những người Tây ba lô sang Việt Nam, người ta đi xe buýt của mình, người ta đọc sách rất là ngon lành. Và tại sao chúng ta lại ngụy biện là xe buýt không đọc được sách? Tại sao người Tây người ta vẫn đọc được? Vì gì? Người ta coi đọc sách là một nhu cầu thiết yếu của họ. Chúng ta có thể giải thích một cách đơn giản như thế này, có thể là người ta không đọc sách người ta vẫn có thể sống được, người ta cũng vẫn có thể làm giàu được nếu người ta không đọc sách, hoặc có thể vì cuộc sống quá bận bịu họ không đọc sách. Vậy thì anh có quan điểm như thế nào nếu như phản biện cái ý này? Tôi nghĩ thế này, thời nguyên thủy người ta vẫn sống, vẫn săn bắt, vẫn hái lượm. Thời phong chế độ nông nô nô lệ người ta vẫn săn bắt, người ta vẫn sống, và thời phong kiến người ta vẫn sống, đúng không? Nhưng phải xem, phải so sánh rằng là đời sống của người Trung cổ thì nó khác với đời sống người Trung cổ châu Âu, nó khác với đời sống của hiện đại của châu Âu, đúng không? Đời sống của nước Nhật vào thế kỷ 19 nó khác với đời sống bây giờ. Cuốn khuyến học này đã làm thay đổi nước Nhật. Năm 1874 người ta in ra 3 triệu cuốn, và chính phủ đưa 3 triệu cuốn về cho 3 triệu người dân đọc. Chính 3 triệu người dân đọc thì khoảng ít nhất là 6 triệu người dân khác đã, 3 triệu khác đọc theo, đúng không? Và cái hệ quả là không phải là người đọc mà là sự chuyển hóa của ý thức tự thân đối với lòng ái quốc, đối với tinh thần dân tộc, đối với trách nhiệm đối với của cá nhân, đối với xã hội. Và nước Nhật đã thay đổi ngày hôm nay. Đấy. Và câu chuyện của chúng ta phải làm là gì? Phải quay lại, phải học nước Nhật của thế kỷ 19. Là chúng ta mỗi người phải nỗ lực coi việc khuyến học là việc của mình, việc đưa tri thức về nông thôn là việc của mình, chứ không phải đổ lỗi, không phải là đổ lỗi cho cơ chế, không phải đổ lỗi xã hội. Không bảo là xã hội nó thế, xã hội xấu thì trong này có lỗi của mình, đâu phải tất cả của người khác lỗi với ta là thành một thành phần trong xã hội, đúng không? Nên tôi kêu gọi mọi người hãy coi việc đưa sách, chia sẻ tri thức cho tất, cho người bạn của mình, cho thôn xóm của mình, cho dòng tộc của mình là việc phải làm, và làm hàng ngày, hàng giờ. Về các đầu sách ạ, ví dụ như cuốn này ạ. Đây ạ. Ví dụ như cuốn này thì bản thân những người ở trong thôn xóm bác, như cuốn này là cuốn kỹ thuật gieo trồng chăm sóc lúa, thì họ có đề xuất gì trong cái việc nâng cao hơn hoặc là thêm các đầu sách về mảng nông nghiệp nông thôn không ạ? Các nhiều. Thế rồi tôi thấy ví dụ như là kỹ thuật chăn nuôi, hay là cái chăm sóc cây cảnh, hay cái trồng lúa, trồng rau, thì ở đây này nó với cái vùng nông thôn này thì nó đa dạng lắm. Thì nói chung là cũng có người họ hỏi đấy, như ban đầu chị hỏi đấy, là có người họ hỏi nhưng mình không có. Họ mượn cái quyền, họ mượn cái quyền để phục vụ cái công việc cụ thể thì mình lại không có. Thì cái đó có thể là ở với góc độ nông thôn này là có rồi. Mà chúng tôi rất cần cái chỗ, cho nên chúng tôi là tuyên truyền vận động để làm sao để cho cái tổ sách nó có, tức là nhiều chủng loại để phục vụ cho cái lợi ích thiết thực. Thưa quý vị, sách là một phương tiện phục vụ giáo dục đại chúng, và thực ra đọc sách đem lại rất nhiều giá trị. Nó không những đem lại những kiến thức về cách thức làm ăn buôn bán, mà nó còn đem lại những giá trị về văn hóa tinh thần. Người nào biết quý trọng những giá trị này, người đó sẽ tìm đến sách. Chương trình Chuyện của Làng đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.